Sức Khỏe Tâm Sinh, kênh chia sẻ kiến thức về sức khỏe và thực phẩm, chia sẻ những thông tin hữu ích nhất cho cuộc sống. Hãy cùng chúng tôi chia sẻ nội dung này vì cộng đồng. Hãy đăng ký kênh để đón nhận được những thông tin hữu ích nhất. Xin chào các bạn, hôm nay mình xin giới thiệu các bạn món xôi đậu xanh vừa kết hợp luôn nấu xôi vò bằng nồi cơm điện, rất nhanh chóng và tiện lợi, nhưng xôi vẫn mềm, dẻo, mềm và thơm. Thì đầu tiên cần có 250g nếp và 120g đậu xanh và một ít nước cốt dừa. Sử dụng 100g nước cốt dừa. Và các bạn có thể sử dụng thêm là một thìa cà phê dầu ăn, một ít muối. Thì mời các bạn cùng xem nhé. Tôi sẽ cho nếp vào ngâm. Và cho đậu vào, vo sạch và ngâm luôn. Đậu và nếp đã vo sạch thì tôi sẽ cho nước vào và ngâm qua đêm. Nếp và đậu thì tôi đã ngâm khoảng 6 giờ đồng hồ. Đã ngâm qua 6 giờ đồng hồ và tôi vớt ra cho để cho nó ráo nước. Thì hãy mang nấu. Nếu mà nấu mà chưa ráo nước thì nó dễ bị nhão và xôi nó sẽ không ngon. Nếp thì tôi sẽ cho khoảng 1/4 thìa muối vào để trộn cho cái xôi nó có cái vị hơi đậm đà. Dầu ăn thì các bạn có thể trộn vào lúc này khoảng được. Và tôi sẽ cho một thìa dầu ăn trộn cùng với nếp luôn để cho cái xôi nó bóng và nó mướt hơn. Tiếp theo thì tôi sẽ chuẩn bị nồi cơm điện và cho nếp vào để nấu. Tôi sẽ cho nếp vào nồi cơm điện. Tôi sẽ trộn đậu vào trong nếp luôn. Và nhân tiện đây tôi cũng xin giới thiệu với các bạn là nấu xôi vò trong nồi cơm điện. Tôi sẽ cho 1/2 cái đậu xanh vào trong cái nếp này. Nấu xôi vò bằng nồi cơm điện thì nó sẽ có cái độ nhão hơn, nó ướt hơn, nó không có tơi như là khi các bạn nấu trong sữa hấp. Nếu các bạn nấu ăn thì các bạn có thể vừa nấu xôi đậu xanh và vừa kết hợp luôn xôi vò vẫn được. Còn riêng về đám tiệc thì các bạn nên dùng cái sữa hấp để cái xôi nó có độ tơi và nó không bị nhão. Dùng cái thìa các bạn ấn nhẹ nhẹ xuống, khi cho nước vào thì cho nước vừa ngập mặt nếp là được. Tiếp tục tôi sẽ cho nước vào. Và cái lượng nước tôi cho vào đây là 200ml nước đó các bạn. Cho nước từ từ để khi nào mà nước ngập mặt nếp thì ngưng. Thì các bạn có thể sử dụng cái sữa hấp rồi. Với đối với nồi cơm điện mà có cái sữa hấp trong nồi cơm điện thì các bạn sử dụng luôn. Còn ở đây nồi cơm điện của tôi thì không có sữa hấp nên tôi sử dụng cái sữa hấp rồi. Và tôi cho luôn cái phần đậu xanh còn lại vào trong đây để hấp luôn các bạn, rất là tiện. Khi cho đậu xanh vào xong thì đậy nắp lại và bật chế độ đèn đỏ, chế độ nấu các bạn. Tôi cắm điện vào và bật sang chế độ đèn đỏ. Khoảng 15 đến 20 phút thì xôi sẽ chín và có thể mang ra ăn được. Nồi xôi nấu khoảng 10 phút thì nồi xôi đã bật sang chế độ đèn vàng rồi các bạn. Tuy nhiên thì bật sang chế độ đèn vàng xong các bạn đừng có mở nắp ra ngay nhé. Để một xíu nữa các bạn hãy mở nắp vì bật sang chế độ đèn vàng nhưng cái hơi nóng nó vẫn còn rất nhiều. Xem xôi đã chín và đậu đã mềm chưa. Cái hạt đậu nó cũng hơi trong trong lại nè các bạn. Hạt đậu mềm nè các bạn ạ. Hạt đậu chín rồi đó. Quan trọng là cái phần xôi bên dưới nè các bạn. Đậu đã chín rồi, tôi sẽ mang ra ngoài để cho các bạn dễ thấy cái phần xôi bên trong. Cái hạt nếp đã trong và cái hạt đậu nó cũng trong theo luôn. Thì nó đã chín rồi đó các bạn ạ. Và tôi sẽ mang một ít xôi ra để riêng. Còn ít xôi còn lại tôi sẽ cho nước cốt dừa vào và làm xôi vò. Và quay trở lại với cái phần xôi còn lại thì tôi sẽ xới đều lên. Và cho nước cốt dừa vào trong này thì các bạn cho ít thôi các bạn. Các bạn rưới vài thìa thôi các bạn ạ. Nước cốt dừa này thì các bạn nên vắt với cái độ là đậm đặc. Vậy là đậy nắp lại. Và tôi sẽ bật sang chế độ đèn đỏ một lần nữa. Để cho cái nồi xôi nó ngấm cái phần nước cốt và cái phần nước cốt nó hòa quyện vào trong xôi. Thì mới làm được cái xôi vò nó vừa béo, vừa ngọt và vừa dẻo và vừa rờ ra nữa. Nồi xôi đã sang chế độ đèn vàng nè các bạn. Giờ ta mở vung ra nha các bạn. Rất là thơm các bạn.
pha 10 nước cốt dừa các bạn, và cho ra và trộn đều với cái phần đậu xanh xay các bạn ạ. Khi cho cái nước cốt dừa vào thì cái xôi của chúng ta nó hơi nhão đi nè các bạn. Ban đầu cái hạt nó không có dính, không có bị dính hạt, và cho nước cốt dừa vào thì cái xôi nó nhão đi. Các bạn muốn trộn đường vô cái phần xôi vò thì các bạn đừng có trộn khi còn nóng này nha. Và các bạn để qua một bên, các bạn để khi nào nó còn ấm ấm hay trộn. Trộn đường vào lúc này là làm cho cái xôi nó nhão ngay luôn, nó sẽ bết dính lại với nhau. Và tiếp tục tôi sẽ xay cái phần đậu xanh còn lại. Đậu đến mềm nhuyễn ra nè các bạn, thì tôi tắt máy. Không thì các bạn có thể lấy cái đĩa mà các bạn nghiền nhuyễn cũng rất là nhanh. Và xay máy thì nhanh hơn, nhưng mà các bạn không có thì các bạn dùng cái đĩa, không thì nữa các bạn dùng chài cối vẫn được nhé. Giờ thì xôi nó còn ấm ấm thì tôi sẽ trộn đường vào. Và khi các bạn trộn đường vào thì xôi nó bị nhão hơn đó các bạn. Bản thân cái xôi này nó có vị ngọt của đậu, các bạn trộn ít đường thôi. Trộn nhiều đường quá thì nó cũng bị nhão. Trộn khoảng 1 đến 2 thìa cà phê đường là được. Bắt đầu các bạn trộn đều lên. Và tiếp tục cho đậu xanh vào cũng trộn đều lên luôn. Rất là ngon các bạn. Giống như trong sửng hấp mà các bạn hấp thôi các bạn. Nhưng mà cái độ tơi nó không bằng thôi. Mà nấu trong nồi cơm điện thì phải chịu thôi các bạn, nó không được tơi như các bạn hấp đâu các bạn ạ. Và quay trở lại với cái phần xôi đậu xanh các bạn ạ. Xôi đậu xanh các bạn thấy được cái hạt nếp nó vừa bóng và vừa mướt không các bạn. Là khi các bạn vo nếp xong đó các bạn, các bạn cho một thìa dầu ăn vào và các bạn trộn đều chung với nếp để cho nó ngấm dầu ăn một xíu, rồi các bạn cho vào nồi cơm điện thì các bạn nấu ra cái hạt nó bóng và nó mướt thì như các bạn hấp đó các bạn. Nhưng mà về cái độ ngọt mà khi các bạn nấu trong nồi cơm điện nó có độ ngọt hơn là khi các bạn hấp nữa. Ăn thử các bạn nhé, vừa béo vừa ngọt và vừa dịu dẻo, rất là ngon. Và như vậy chỉ sau 30 phút thì các bạn đã có hai món xôi cho gia đình. Và các bạn hãy làm và chiêu đãi cho gia đình các bạn có một buổi ăn sáng vừa nhanh chóng tiện lợi và rất là ngon và vừa tiết kiệm nữa các bạn ạ. Và trong video tiếp theo thì mình sẽ giới thiệu cho các bạn món xôi lá dứa và món xôi bánh tiêu. Thì mời các bạn cùng xem nhé. Các bạn nào thích món xôi đậu xanh và xôi vò nấu trong nồi cơm điện của mình thì các bạn hãy chia sẻ cho mọi người cùng xem nhé. Và chúc các bạn thành công và cảm ơn các bạn đã xem video. Xin chào các bạn. Cảm ơn bạn đã xem nội dung của chúng tôi. Hãy cùng chúng tôi chia sẻ nội dung này vì cộng đồng.